Hoàng Bách viết nhạc cổ động tuyển Việt Nam ở Asian Cup. Ca sĩ Hoàng Bách sáng tác chiều nay ra sân, nhạc cổ động đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024. Ca sĩ cho biết sáng tác dựa trên những trải nghiệm trong hơn 30 năm làm cổ động viên và cầu thủ nghiệp dư, có mặt hầu hết khán đài các sân vận động Việt Nam. Ca từ của bài hát được viết như những câu khẩu hiệu với đoạn điệp khúc dùng tiếng trống tạo ra nhịp điệu cổ vũ trước mỗi hiệp đấu. Hoàng Bách nói, tôi hy vọng nhạc phẩm sẽ tiếp thêm sức mạnh để đội tuyển Việt Nam chiến đấu mạnh mẽ hơn. Ca sĩ mời những đồng nghiệp có chung niềm đam mê môn thể thao vua cùng thể hiện nhạc phẩm như Phạm Anh Khoa, Hoàng Tôn, SOOBIN, Phạm Đình Thái Ngân và Hồ Khánh Long. Trong MV, Hoàng Bách và ekip xây dựng câu chuyện với hình ảnh một cậu bé chơi bóng trong xóm với bạn bè, mơ ước được mặc chiếc áo đỏ của đội tuyển quốc gia. Hình ảnh cầu thủ Hoàng Đức và cậu bé đứng cạnh nhau trong đoạn kết video thể hiện thông điệp về niềm tin chiến thắng. Ngoài ra, ca sĩ sử dụng tư liệu về những trận bóng của đội tuyển Việt Nam trong các giải đấu như U23 châu Á 2018. Trước đó, ca sĩ từng sản xuất bản nhạc riêng cho V-League có tên Những bước chân của rồng, Slim, Vincent Nguyễn. Hoàng Bách, 44 tuổi, quê Nam Định, được bố mẹ cho tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ. Thập niên 2000, anh gây chú ý khi tham gia nhóm nhạc nam ACM. Sau khi nhóm tan rã, anh theo con đường solo, thường ra những sản phẩm âm nhạc có chủ đề gia đình như album 30, Tôi muốn về nhà. 2015, MV Mình già đi cùng nhau, 2019. Ca sĩ kết hôn cựu người mẫu Thanh Thảo năm 2006, gia đình sống tại thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng anh có 3 con gồm Tê Giác, 16 tuổi, bé Meo Meo, 11 tuổi, bé Hippo, 4 tuổi. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.